về về ở đây là đều bán hết đúng không chị? Bán hết ạ. Xem hỏi là con tôm thì bao nhiêu tiếng? Rất nhiều cây đẹp. Nhiều quá, không quay được hết. Trong kia có cây kim quýt này, nhưng mà không rút được vào. Nhìn thật mới đẹp, như quay không đẹp mấy. Có quần thăng này. Sì. Kim quýt nữa. Ui, gốc Hải Châu này cây khủng đấy. Đấy, có gì gốc còn to lắm. Quay xa nhìn không rõ. Vọng cách à? Chưa cắt. Trời, gốc rành rành. Cái gốc rành rành này kinh khủng. Chỉ có đào trong rừng mới có rành rành này, chứ không phải là bạch thiên hương. Chính hãng là rành rành quê đấy. Rành rành này đẹp. Được. Một cụm sa núi to thế. Chung một gốc. Kinh cái gốc trang này. Mấy cây siêu nhỏ. Mai siêu thi đẹp quá. Siêu nhỏ. Sam. Chậu chỉ bằng ngón tay đây. Sam trái. Kim quyết bé tí nhiều quả
mai thác đổ. Gốc trà này cũng to, ngắc xem cây hồng ngọc mai này giá trị, cực kỳ giá trị đây nha, già khú đế gốc nhá, đang rất nhiều hoa, quá đẹp. Cái hồng ngọc mai này bao tiền chị? Chị ơi, cái hồng ngọc mai này hơn 4 triệu. Đẹp, cây này đẹp mà già, đang hoa quả. Không biết lên hình nó nhìn có rõ, nhưng mà ngoài nhìn thì thích lắm các bạn. Còn là cây mini cô ba con trang này rất là hoành tráng. Chặt quá. Rất nhiều linh san. Nguyệt quế, cây đẹp. Họ ươm rất nhiều hoa giấy đi các bạn. Một vài năm nữa thì có khi lại có những cây rất là giá trị. Cái khu bên trong này nó rất hẹp quá, khó quay. Cái khu vừa nãy mà tôi quay là bên kia đấy, mình một lượt quay lại. Thích nhất cây thông. Quay trở lại cây thông này. Xanh mướt. Cây này có đi triển lãm đâu chị? Đẹp nhỉ. Cũng gọi là hiếm có đấy.